Nàng và tỷ tỷ là cặp song sinh của hầu phủ, nhưng bọn họ đã tranh đấu suốt nhiều năm. Tỷ ấy học cầm kỳ thi họa, nàng thì luyện võ, múa đao. Tỷ ấy muốn quyền thế ngập trời, nàng lại muốn giàu có nhất thiên hạ. Từ nhỏ đã khiến cha mẹ vừa vui vừa lo nhưng cũng đành chịu. Nhưng theo tuổi tác lớn dần, bọn họ tranh giành không chỉ những chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Cả hai đều hiểu rõ đạo lý biết phát huy sở trường và né tránh sở đoản. Vì vậy mà cố ý tránh cạnh tranh với nhau. Tỷ ấy không có tài văn chương bằng nàng, thì bắt đầu nghiên cứu binh pháp. Nàng không thể đánh thắng tỷ ấy, liền học cách mưu tính thâm sâu. Cả kinh thành đều biết hai tỷ muội nhà hầu phủ là những viên ngọc sáng chói nhất kinh thành, nhưng cũng là cặp oan gia thích tranh đấu mọi chuyện. Đối với những suy nghĩ nhỏ nhặt này của bọn họ, cha mẹ chưa bao giờ can thiệp quá nhiều, có lúc còn lén lút châm thêm dầu vào lửa. Vân Tình à, con xem Vân Khê làm cho cha đôi giày, đúng là khéo tay hay làm quá chứ, con không thể để bị con bé vượt mặt được đâu. Tỷ tỷ giả vờ không kiên nhẫn, chẳng qua chỉ làm đôi giày cho cha thôi, có gì mà khoe khoang chứ. Muội muội thêu bức tranh Bát Tuấn đồ thật tinh tế, nhưng sao lại đặt vào phòng ta thế này, nhìn mà thấy phiền không thôi. Mẹ nàng, Vân Khê à, con xem này, đây đều là ngân phiếu mà tỷ con hiếu kính với mẹ. Kho của mẹ lại nhiều thêm rồi, mẹ nhìn tỷ ấy kiêu ngạo thế nào kìa. Mạc Vân Khê trao đôi mày thanh tú, đúng vậy, tiền nhiều quá, kho của tỷ không chứa nổi nữa, tỷ chỉ có thể để ở chỗ mẹ thôi. Đúng là kiêu ngạo quá mà. Nàng và tỷ tỷ có vài phần giống nhau, chỉ có một chút khác biệt, người trong kinh thành luôn tranh luận xem ai mới là đại mỹ nhân của đại hạ, có người thích tỷ tỷ rực rỡ xinh đẹp, cũng có người thiên về vẻ yếu đuối thanh thoát của nàng. Nàng và tỷ tỷ cũng từng thảo luận sôi nổi về điều này, cuối cùng đều đi đến một kết luận chung, mấy người này nhàm chán ghê, lại đi tốn thời gian vào việc vô nghĩa này. Ngày nàng tròn tuổi cập kê, trong cung ban cho bọn họ hai phần thưởng, một chiếc châm phượng bằng lưu ly của hoàng hậu, một chiếc châm điệp vũ tơ vàng của quý phi. Hai vị nương nương đều không chỉ rõ là ban cho ai, thái giám trong cung cũng chỉ bảo họ lựa. Nàng và tỷ tỷ nhìn nhau, trong lòng liền hiểu rõ, dưới gối hoàng hậu có nhị hoàng tử là đích tử, quý phi sinh đại hoàng tử là trưởng nam, châm cài là vật đính ước, châm bướm là lễ đón dâu. Nhưng đã chọn ngày cập kê để gửi tới thì vẫn còn có chỗ khác để cân nhắc, hôm nay chỉ là lời ám chỉ của bề trên dành cho họ mà thôi. Cha đã khổ tâm quản lý triều đình nhiều năm, thế lực đã bám rễ sâu, trong nhà nhất định phải có một đứa con gái vào cung. Xem ra giờ đây hoàng gia muốn cả hai người. Nàng nhìn hai món trang sức trên bàn, lặng lẽ vặn chiếc khăn tay, rốt cuộc nên chọn thế nào đây? Chọn rồi tức là chấp nhận số phận, nhưng không chọn là bất kính với hoàng gia. Hai người họ đứng sát bên nhau, tỷ tỷ chỉ khẽ kéo tay áo nàng, Mạc Vân Khê lập tức hiểu ngay, nàng bước lên trước một bước, sờ cái này rồi ngắm cái kia, ta dáng như tên nhà quê chưa từng thấy qua thế sự. Giả vờ thích cả hai món mà không biết chọn cái nào. Nàng đeo cả hai món lên, cả hai bên trái phải, nhẹ nhàng hỏi tỷ ấy, tỷ tỷ, Tiểu Khê đeo thế này có đẹp không? Tỷ tỷ giật cả hai món xuống, tức giận không kìm được. Mộ Vân Khê, đây là đồ ban cho cả hầu phủ, trang sức trong khuê phòng của muội đã quá nhiều rồi, muội nhất định phải giành lấy hai món này với tỷ à. Nàng lập tức giả bộ yếu đuối, uất ức, tỷ tỷ ngày thường luyện đao múa kiếm, muội cứ tưởng tỷ không thích trang điểm, đây đều là bảo vật hiếm có, đưa cho tỷ cũng là lãng phí thôi, muội chỉ nghĩ tạm giữ dùng tỷ trước thôi. Muội nghĩ nhiều quá rồi, với thân hình nhỏ bé của muội, không sợ đội không nổi hay sao? Đeo vàng bạc cũng phải có phúc khí mới hợp, từng mới đi được vài bước đã ngất xỉu, kẻ tinh quái như cha nàng xuất hiện đúng lúc, diễn vai một người cha già thiên vị một cách vô cùng chân thực. Đủ rồi, biết cơ thể muội muội con yếu đuối, mà con còn nói nặng lời với nó như vậy, con làm tỷ tỷ kiểu gì thế hả? Sau đó cha giật lấy đồ từ tay tỷ tỷ rồi lén nhét vào tay nàng, rồi nghiêm khắc trách mắng tỷ tỷ, con nói một câu đúng đấy, đồ ban thường là cho hầu phủ, bản hầu mới là người có quyền quyết định, ngày tốt như hôm nay, không được phép ức hiếp muội muội của con nữa. Nàng trên mặt thì uất ức đáng thương, trong lòng lại vui mừng hết sức, đến đây, đều là của ta hết, có giỏi thì gả cả hai hoàng tử cho ta luôn đi. Ta không chê nhiều đâu, chuyện này truyền đến trong cung, nghe nói hoàng hậu tức giận đến mức ném vỡ cả một bộ trà. Quý phi cũng chửi ầm lên, nói rằng bọn họ đều là những kẻ tham lam ngu xuẩn. Mạc Vân Khê uống bát canh bổ do tỷ tỷ nấu, thoải mái nheo mắt, ngu xuẩn, ây da, cái tên gọi này thật đáng yêu. Tuy nhiên dù có tức giận thế nào, hai vị nương nương cũng không hề từ bỏ chuyện trung thân đại sự của con trai. Ngày lễ tượng tỷ hôm đó, nàng và tỷ tỷ được triệu vào cung ngắm hoa đào, nói dễ nghe, thực ra chỉ sợ họ mới chính là những đóa hoa đào chờ được thưởng thức kia. Nhưng không sao, bọn họ xuất chiêu gì nàng cũng không quan tâm, vì vốn dĩ màn tranh giành châm vàng không phải là để diễn cho bọn họ xem, mà chỉ để ngầm thể hiện với hoàng thượng rằng Mạc gia nhà họ tuyệt đối không có ý định tham gia tranh giành quyền vị. Hai vị nương nương tranh đấu nhiều năm, đều muốn ra tay trước để giành lợi thế, nhưng lễ vật lại từ cùng một người đưa đến hầu phủ, mà người mang đến lại chính là thái giám thân cận của hoàng thượng. Hoàng thượng rõ ràng muốn ngồi trên núi xem hổ đấu, càng muốn quan sát thái độ của Mạc phủ bọn họ. Nữ nhi Mạc gia đương nhiên sẽ thuộc về hoàng gia, vì vậy hoàng hậu và quý phi mới đều mong muốn Mạc gia đứng về phía mình. Nhưng đứng từ góc độ của hoàng thượng mà nói, người ta chưa chắc đã muốn cả hai hoàng tử, dựa vào thông gia với quyền thần trong triều để củng cố thế lực, nếu không thì sớm đã có một thánh chỉ ban hôn từ bệ hạ rồi, cần gì phải để hai vị nương nương phải dùng đến việc ban thưởng nhân dịp cập kê rồi tổ chức ngày hội ngắm hoa, tốn công tốn sức vậy làm gì. Quả nhiên vào ngày bọn họ nhập cung, cung nữ dẫn đường đưa hai người đến bên cạnh một gian đình nhỏ rồi lặng lẽ rút lui. Không có gì bất ngờ cả, trong đình là đại điện hạ và nhị điện hạ, xem ra họ đều không chịu nhường đối phương cơ hội ở riêng, cho nên gặp nhau ngay ngõ hẹp. Hai người đang cầm một cuộn tranh thơ đề bàn luận điều gì đó, khi thấy bọn họ đến gần, tiếng nói lập tức lớn hơn, mỗi câu nói đều có ngụ ý. Hoàng huynh, nghe nói cuộn tranh này đáng giá nghìn vàng, huynh nói là thơ trên đây hay hơn hay bức tranh này đẹp hơn? Đại hoàng tử thở dài nặng nề, thơ này tuy hay nhưng ý cảnh quá mạnh mẽ, thực sự khiến người ta khó mà yêu thích, vẫn là tranh này đẹp hơn. Hắn còn dám chê tỷ tỷ của nàng,
không giữ được thì cứ thừa nhận mình vô dụng đi. Hắn thích hay không thì đáng được mấy đồng chứ. Tả vẻ cao thâm, lấy vật ám chỉ, tưởng vậy hài hước lắm à? Viết văn thì không thấy hắn có tài trí như vậy. Nhị hoàng tử cũng nhanh chóng lên tiếng, lời này sai rồi, bức tranh tuy đẹp nhưng quá đơn bạc, ta không có phúc để hưởng thụ, vẫn là bài thơ này có ý vị hơn. Tuy tỷ tỷ nói nhỏ nhưng từng chữ từng lời đều lọt vào tai nàng, chỉ là thưởng cho hắn một bữa cơm vậy mà thật sự gọi thêm món, không sợ ăn no bể bụng à? Nàng nghe thấy tiếng đốt ngón tay của tỷ tỷ kêu răng rắc, nếu không phải kiêng rè thân phận, hôm nay chắc chắn hai huynh đệ này chẳng ai còn đứng được. Mạc Vân Khê nắm lấy tay tỷ tỷ, ra hiệu nàng ấy phải bình tĩnh, dù sao cũng không có kết quả gì, hà tất phải lãng phí công sức, thoát thân nhanh là được rồi, chơi chữ qua lại thì thật là vô vị, ta phải giúp các người làm rõ ra. Dù sao nàng cũng là người vô cùng ngây thơ, vô tội, chưa bao giờ che giấu gì cả. Nàng kịp thời lên tiếng, nhìn thẳng vào nhị hoàng tử, nước mắt từng giọt lăn xuống. Khi nhỏ quen biết điện hạ, đến giờ Vân Khê vẫn còn nhớ mãi. Hóa ra tất cả chỉ là mong muốn đơn phương, dù Vân Khê phúc bạc cũng đâu đến nỗi bị điện hạ ghét bỏ đến vậy. Thực ra bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần lúc nàng 7 tuổi. Nhị hoàng tử không ngờ nàng lại say đắm hắn đến vậy. Hắn chưa chắc đã có tình cảm nam nữ với hai tỷ muội bọn họ, chỉ là phải chọn một người vợ có trọng lượng. Cân qua nhắc lại, hắn chọn tỷ tỷ nàng. Mới vừa qua chuyện tranh giành châm vàng, tất cả mọi người đều cho rằng nàng và tỷ tỷ bất hòa. Hắn vừa rồi hạ thấp nàng, chẳng qua chỉ để lấy lòng tỷ tỷ mà thôi. Nhưng bây giờ chắc hắn đã hối hận vì nghĩ không thấu đáo. Nghĩ rằng nếu hắn không làm chuyện thừa thãi này, thì đã có thể thông qua nàng mà thiết lập quan hệ với Mạc phủ. Vân Khê muội muội, ta tuyệt đối không có ý coi thường muội. Vân Khê không phải là hạng người không biết xấu hổ, đã bị điện hạ không ưa, thì còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Nói xong, nàng kéo tỷ tỷ che mặt chạy đi, ra khỏi cung, lên xe ngựa. Tỷ tỷ cẩn thận lau nước mắt trên mặt nàng, muội cũng vậy, hà tất phải khóc lóc vì loại người như thế. Nàng uống một viên thuốc cùng với trà, rồi hỏi ngược lại, hiệu quả lại nhanh, mắc gì lại không làm chứ? Nếu còn ở lại nghe họ nói nhảm, tỷ sẽ không nhịn được mà đánh người mất. Chẳng lẽ tỷ chê cách hành xử của muội làm tỷ mất mặt sao? Tỷ tỷ khẽ hờn dỗi, liếc nhìn nàng một cái. Thượng binh phạt mưu, chỉ cần đạt được mục đích, tả yếu đuối cũng chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Có gì phải mất mặt? Tỷ chỉ sợ muội khóc đau tim đau phổi mà thôi. Muội đâu phải mới bệnh hôm nay, nếu chết thì đã chết lâu rồi. Muốn so tuổi thọ cả đời này thì không hơn được tỷ đâu. Đừng lo lắng quá, nên nghĩ kỹ về chuyện hôn sự đi. Tỷ tỷ nhìn nàng, không khỏi thở dài. Phải rồi, bây giờ hoàng thượng vẫn còn nể mặt cha 3 phần, chờ thánh chỉ ban hôn đến thì không còn cơ hội cho chúng ta chọn nữa. Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi hoàng gia, cũng phải làm dịu đi sự nghi kỵ của hoàng thượng. Dù hoàng thượng có nhiều hoàng tử, nhưng làm sao có thể chọn được đây? Về đến nhà, nàng liền giả bệnh, nằm trên giường không dậy. Bảo Dung Xuân tung tin ra ngoài, nói rằng nàng vì bị nhị điện hạ nhục mạ, đau lòng uất mà phát bệnh, đến nỗi nguy kịch vô cùng. Hoàng thượng trách phạt nhị điện hạ nhẹ dạ lỗ mãng, phạt hắn 3 tháng lương bổng. Hoàng hậu cũng trách mắng hắn, tất nhiên không phải vì nàng một thần nữ bị xúc phạm, mà vì trách hắn bỏ lỡ cơ hội tốt lớn như vậy. Mạc Vân Khê dựa vào ghế quý phi tắm nắng, nhìn tỷ tỷ trong sân múa đao luyện kiếm, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng nguôi ngoai. Nếu giờ có một vị hoàng tử hợp với bát tự của ta, có thể khiến ta chuyển nguy thành an, thì dù có không hợp đôi, hoàng thượng cũng sẽ ban hôn. Tiếng gió rít lên từ lưỡi đao lập tức ngừng lại. Cái gì gọi là không xứng? Muội muốn chọn ai? Thập nhất hoàng tử, Hạ Vô Ưu. Chỉ nghe thấy song đao rơi xuống đất, tỷ tỷ vọt đến chỗ nàng. Muội chưa tỉnh ngủ hả? Hạ Vô Ưu mới chỉ có 9 tuổi thôi. Nàng không để ý đến sự kinh ngạc của tỷ tỷ, vươn vai một cách lười biếng. 9 tuổi thì sao? Nữ hơn 3 là ôm gạch vàng. Vừa hay hai chúng ta mỗi người ôm một khối, khỏi phải tranh giành nữa. Tỷ tỷ nhét chìa khóa kho vào tay nàng, nói với vẻ chân thành, muội muốn bao nhiêu khối vàng tỷ đều có thể cho. Tha cho Hạ Vô Ưu đi, nó vẫn chỉ là con nít. Trong các hoàng tử, xuất thân của Hạ Vô Ưu là thấp kém nhất. Mẫu thân chết sớm, tuổi tác còn nhỏ, nàng chọn một người như vậy làm phu quân, hoàng thượng chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận. Thấy nàng im lặng hồi lâu, tỷ tỷ lo lắng, Vân Khê, muội không được làm loạn, đó là chuyện cả đời của muội, dù có muốn bày tỏ lòng trung thành với hoàng thượng, muội cũng không cần phải tránh né quá mức như vậy. Không phải hoàn toàn vì chuyện đó, đứa trẻ này có tâm tính không tệ, bấy lâu nay bị hoàng thượng lạnh nhạt, không ai chăm sóc cũng thật đáng thương. Chúng ta có thể nương tựa vào nhau, ngày tháng nhất định sẽ tốt đẹp. Mấy vị hoàng tử chưa có chính phi còn lại, có kẻ thì ngu ngốc muốn xíu, hoặc là có cả đống chắc phi, hoặc là suốt ngày nhảy nhót gây chuyện, như thể sợ người khác không thấy hắn. Muội vẫn thấy mấy đứa trẻ hợp mắt hơn. Trong số những đứa trẻ đó, Hạ Vô Ưu xem như là đứa lớn nhất rồi. Nàng nắm lấy tay tỷ tỷ, tỷ biết mà, một khi đã quyết định thì muội sẽ không đổi ý. Còn tỷ, tỷ đã có dự định gì chưa? Chỉ có tên ngốc Hạ Vô Sóc kia là còn lọt vào mắt. Ngốc thì ngốc chút cũng được, chuyện cả đời, tỷ không muốn sống chung với một kẻ đầy mưu mô mà rồi cả hai lại chán ghét nhau. Khi nói điều này, nàng hiếm khi thấy tỷ tỷ đỏ mặt, đây đâu còn là ánh mắt người, e là cả tấm lòng rồi, vì một gã nam nhân mà giấu giếm tâm tư với nàng. Ồ, ngũ hoàng tử Hạ Vô Sóc, mẫu phi của hắn là công chúa nước Tề, mà một hoàng tử mang dòng máu ngoại quốc như vậy, tuyệt đối không thể lên ngôi. Đến mức này rồi, cũng đã làm rõ ràng hết mức, hoàng thượng thật sự cẩn thận vô cùng, nhưng không phải người đa nghi. Sau này, ngài đối với cha, đối với cả hầu phủ, sẽ chỉ càng thêm tin tưởng. Hoàng ân bao la, vào cuối tháng 5, nàng và tỷ tỷ cùng ngày được gả vào hoàng gia. Ngày hôm đó, đám cưới lớn đến mức sau mười mấy năm người ta vẫn nhắc lại không ngớt. Các nghi lễ phiền phức trong ngày khiến nàng cảm thấy khó chịu. Huống chi, quy củ hoàng gia vốn nhiều, đừng nói đến uống thuốc, đến cả cơm cũng không kịp ăn một miếng. Nàng cứ thế chờ đợi phu quân nhỏ của mình đến vén khăn quan. Chiếc khăn được hé mở một góc nhỏ, Hạ Vô Ưu nghiêng đầu nhìn trộm nàng, thấy nàng tái nhợt mặt mày, hắn sợ hãi đến mức giật khăn quan lại. Nàng gần như nghĩ rằng hắn sẽ bật khóc ngay lúc đó. Nhưng không, hắn lạch bạch chạy đi rót một chén trà, thổi nhẹ rồi mới đưa cho nàng.
an ủi nàng, tỷ tỷ, đừng sợ, ta đã cưới tỷ rồi, bệnh của tỷ sẽ khỏi thôi. Cái cớ mà nàng bịa ra để đạt mục đích, chỉ có đứa trẻ trụ óc mắt này tin tưởng tuyệt đối. Vì thế nàng nhận chén trà và nhấp một ngụm, dùng tay kia vuốt nhẹ má hắn. Đệ cũng đừng sợ, ta đã gả cho đệ, thì không ai có thể bắt nạt đệ nữa. Mẫu thân của Hạ Vô Ưu từng là cung nữ bên cạnh hoàng hậu. Tiếc là một đêm hoàng ân rồi không có hậu vận gì, chỉ để lại Hạ Vô Ưu một đứa trẻ đáng thương trong hoàng cung đầy sự nịnh bợ kẻ quyền thế và chà đạp kẻ yếu. Một hoàng tử có địa vị thấp kém, không được hoàng thượng coi trọng, còn bị hoàng hậu ghẻ lạnh, có thể tưởng tượng được những ngày tháng ấy khó khăn cỡ nào. Cần phải thay đổi thôi, người mà nàng chọn không được phép chịu thiệt thòi. Ngày hôm sau theo lễ vào bái kiến hoàng hậu, Hạ Vô Sóc và tỷ tỷ được cung nhân dẫn vào cung rất nghiêm chỉnh. Nàng và Hạ Vô Ưu đến muộn một khắc, liền bị phạt quỳ trước cửa điện vì tội bất kính. Nàng đã sớm dự liệu chuyện này từ trước, dù sao thì nàng cũng đã nhiều lần từ chối ý tốt của bà ấy, còn đổ tội lớn lên đầu con trai bà ta. Tôi quay đầu lại gả cho người con trai mà bà ta khinh thường nhất. Nếu bà ta có thể nhẫn nhịn thì đúng là uổng phí bao năm tích lũy sự kiêu ngạo khi nắm quyền hậu cung. Mạc Vân Khê không hề phản bác, dẫn Hạ Vô Ưu đến chỗ có đầu gió lớn nhất mà quỳ. Cẩn thận tính toán thời gian, trong phạm vi mà tỷ tỷ có thể nhịn được mà không ra cứu nàng, trong giới hạn mà nàng có thể chịu đựng được, diễn một màn kịch hoàn hảo. Nàng che mắt Hạ Vô Ưu lại, khẽ nói đừng sợ, tôi cắn vỡ túi máu giấu trong miệng, lần này máu giả phun ra. Tỷ tỷ của nàng, một nữ nhân dũng mãnh, đã khóc lóc thảm thiết trong hậu cung. Cha của nàng, một con cáo già, rơi lệ trước triều đình. Từ đó nàng không cần phải đứng trước mặt hoàng hậu để học quy củ nữa. Ôi, ai bảo ta yếu đuối, vô dụng đến thế? Trong cuộc tranh giành ngôi vị thái tử chưa rõ ràng này, Hạ Vô Sóc trở thành người đầu tiên bị loại. Hoàng thượng ban cho hắn đất phong và điền trang, phong làm Ninh Thân Vương, được lệnh cai quản Linh Châu, chọn ngày xuất phát đến đó. Tên Lăng Châu nghe thì hay, nhưng không phải là nơi đất lành, nó gần biên giới, năm nay lại bị thiên tai, cả ngày bão cát. Hạ Vô Sóc đi Lăng Châu lần này, tỷ tỷ đương nhiên cũng phải rời đi. Trước khi đi, tỷ tỷ cố tình dẫn Hạ Vô Sóc đến gặp nàng. Vừa bước vào cửa, tỷ tỷ đã giang tay, Vân Khê, lại đây để tỷ ôm một cái. Dùng nước mắt mũi bôi đầy người tỷ cũng không sao, không có gì phải xấu hổ cả. Nàng lập tức kìm nước mắt lại, mang tên đàn ông thối của tỷ đi mau đi. Không tiễn, tỷ tỷ đưa tay đẩy Hạ Vô Sóc ra, cười đùa, nam nhân thối, nghe rõ chưa? Đứng xa ra chút, đừng để mùi của ngươi ảnh hưởng muội muội ta. Hạ Vô Sóc đáp lại một cách dõng dạc, được. Hắn vui vẻ đến mức như thể tỷ tỷ không phải đang khinh thường ra lệnh, mà là đang nói lời tình tứ ngọt ngào nhất. Nàng không hiểu, rõ ràng hắn có một khuôn mặt đẹp như vậy, nhưng mỗi khi cười lại ngốc nghếch, cứ như là trường thọ chú chó mà nàng và tỷ tỷ nuôi hồi nhỏ vậy. Tỷ tỷ đỡ nàng đứng trước gương, tỉ mỉ vấn tóc cho nàng. Vân Khê, phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đều đặn, ngủ cho ngon nữa. Lần sau tỷ gặp muội, muội phải tăng thêm 10 cân mới được. Tỷ tỷ của nàng cứ như vậy mà bị một gã ngốc dẫn đi. Mạc Vân Khê chán nản, bèn chuyển sự chú ý sang Hạ Vô Ưu. Nàng dạy hắn làm thơ, viết văn, dạy hắn đối nhân xử thế, dạy hắn tất cả những gì nàng biết. Đứa trẻ này miệng ngọt như mía lùi, luôn miệng gọi nàng là tỷ tỷ, không ngừng nghỉ. Nàng biết điều này không hợp với đạo lý, khó tránh rơi vào miệng lưỡi thiên hạ, nhưng nàng cũng không ngăn cản. Hắn gọi nàng là tỷ tỷ, như thể nàng đang gọi một người khác. Cảm giác này thật sự khá tốt. Tỷ tỷ, tỷ đang lo lắng cho ngũ tẩu sao? Nghe nói họ đã đến Lăng Châu rồi, đang cứu trợ thiên tai đó. Nàng hờ hững gõ nhẹ lên cây roi mây từng nhịp một, rồi thản nhiên nói, cứu tế cần gì nhất? Tiền, tỷ tỷ ta không thiếu gì nhất là tiền, nên ta chẳng thèm lo cho tỷ ấy đâu. Hạ Vô Ưu cầm bút lông chọc vào cằm, giống như ông cụ non mà lo lắng nhìn nàng. Vậy tại sao gần đây tỷ tỷ cứ buồn rầu không vui? Ta nhớ tỷ ấy, nạt dựng đứng cây gậy, dọa hắn. Đừng lảng tránh nữa, mau viết cho xong đi. Hôm nay nếu ta không thấy được phần tiếp theo của bài văn này, cẩn thận ta đánh đệ đấy. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, nàng và tỷ tỷ chỉ có thể giao tiếp qua thư từ. Tỷ tỷ lại viết thư về, nói rằng tình hình hạn hán đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng việc thực thi chính sách nông nghiệp mới thì vô cùng khó khăn. Rõ ràng tỷ tỷ đã cho người dân đủ tiền bạc và lương thực, chính sách mới cũng đã được ban hành và công bố rộng rãi, nhưng sản lượng thu hoạch trên đồng ruộng lại ngày càng ít đi, tiền bạc cứ đổ vào như nước chảy, cứ như lấp hang không đáy. Tỷ tỷ ngốc, chuyện này không giống với việc cầm quân đánh trận, không phải cứ lương thực dồi dào, quân lương đầy đủ, quân kỷ nghiêm minh là có thể khiến tướng sĩ tuân lệnh nghiêm chỉnh được. Nàng gọi Hạ Vô Ưu đến, đưa lá thư cho hắn xem, rồi kiên nhẫn hỏi, theo đệ, vấn đề nằm ở đâu? Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Hắn nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng hắn chắp tay vái chào nàng, Vô Ưu nguyện ý học, tỷ tỷ dạy ta đi. Là người thì ai cũng có lòng tham và lười biếng, lòng tham vô đáy, lúc gặp thiên tai mở hầu bao cứu trợ, nạn dân sẽ coi đệ là Bồ Tát hạ phàm, nhưng khi đã được no đủ, nếu chỉ biết ném tiền không ngừng thì họ sẽ coi đệ là kẻ ngốc. Hạ Vô Ưu chăm chú lắng nghe, nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu hết. Nàng cầm bát thuốc đã để nguội lên uống một ngụm. Giống như ta, giống như bát thuốc này, nếu ta có sức khỏe dồi dào, liệu ta có phải chịu đựng vị đắng mà uống thuốc không? Những người dân biên cương cũng vậy, nếu mỗi tháng đều có lương thực đảm bảo thì còn ai muốn lao động hàng ngày nữa. Tỷ tỷ có tiền nên chưa từng thấy việc tiêu tiền là vấn đề lớn, nhưng tỷ ấy không hiểu lòng người, nếu dùng tiền để lấp đầy cái hố thì mãi mãi không thể lấp đầy được. Mạc Vân Khê viết thư trả lời tỷ tỷ, tỷ tỷ tuôn một mạch 300 giấy phàn nàn. Nàng chỉ đáp lại một câu, đổ dầu vào lửa sao dập tắt được. Nhận được lời khuyên của nàng, tỷ tỷ bắt đầu mạnh tay chỉnh đốn nông nghiệp, thu hoạch cũng khá ổn. Hôm nay Hạ Vô Ưu từ thư phòng về, vội vã khoe thành tích với nàng, tỷ tỷ, đệ đã dùng lý lẽ mà tỷ dạy để trả lời bài sách luận của tiên sinh, còn tranh luận thắng cả cửu ca nữa đó, tiên sinh còn khen đệ nữa. Nàng nhìn mặt hắn dính bẩn, trên người cũng có vết thương, chuyện gì thế? Hắn vài lần mở miệng định nói gì đó, nhưng biết nàng ghét việc hắn nói dối với mình. Không sao, bị cửu ca đẩy một cái không đau đâu, đưa tay đây. Hạ Vô Ưu chần chừ đưa tay ra, nàng không hề an ủi,
Thay vào đó, nàng cầm lấy cây roi mây, ngày hôm nay tỷ tỷ sẽ dạy đệ thêm một bài học nữa. Dây roi vung xuống, đầu tiên, cây cao hơn rừng, có ắt quật đổ, cái thứ hai, không đủ khả năng bảo vệ mình, thì phải biết cách giấu tài,